Xin chào các anh chị, hôm nay là 27 tháng 12 này, em Phan Khôi giỏ khay nơ gói quà đi quay cập nhật thêm một số mẫu giỏ khay để hiện đang có sẵn tại Sài Gòn thì chuẩn bị chạy hoàn tất những ngày cuối năm. Mẫu bầu dục nhì 3222 cao 12 này, một mẫu này gói quà trái cây và Tết của Yến, nó phù hợp phân khúc trung hoặc to, của quẩy sách bàn nàng 25-35. Chữ nhật cói thì có nhí 30-20, 35-25, 38-28. Chữ nhật đụng ngô không quay, to nhỏ có quay. Thật ra là năm nay là bên em đang đẩy mạnh làm mạnh cái mẫu bầu dục nhựa vàng xay nhì 3222 đấy, nó đúng là nó là 3222 tròn vàng, làm trái cây hoặc là làm những phần quà yến rất là đẹp. Chắc nó có đáy đồn đế bịt đáy làm nhanh gọn. Thì đồng hành đó thì chắc em cũng phải chuẩn bị thêm một số mẫu phụ kiện hoa lá giả trang trí để làm giỏ quà yến, chuẩn bị 8 tháng 3 sắp tới rồi. Bầu dục mành lụa thì hiện tại còn cũng khoảng chắc khoảng cỡ ngàn, ba màu xanh đỏ vàng. Thay vuông thì còn thay vuông 27 còn phải vài trăm. Trong nhựa ren còn ren 35-25, 37-27 luôn các anh chị. Gỗ quanh sách của ba nang trong nhựa khay giang, chữ nhật sắc nhì, làng bầu dục thấp thì đang chuẩn bị cho mùa 8 tháng 3 đây, đang vô hàng 8 tháng 3. Khay giang cũng còn được vài chục ngàn. Quay gửi cập nhật các anh chị. Hàng hiện tại em đang có tại 256 sạc 35 Phan Huy Ích, phường 12 quận Gò Vấp, thuyền giấy thì cũng còn được vài ngàn. Bắt đầu kho bắt đầu có dấu hiệu trống hụt hàng à. Chữ nhật mành thì còn ít á, nhật mành 3224 235 thì còn rất là ít. Rồi. Thì thật ra thì những ngày này thì còn các anh chị lên được những mẫu nào thì chúng ta sẽ chiến mẫu đó. Rồi còn có mẫu nào mà hết hàng hay là hiếu hàng thì chúng ta có thể khoán đổi thay thế. Thì thật ra nguồn hàng của em cũng chuẩn bị cũng khá là nhiều, cũng cố gắng làm sao đừng để hụt hàng giống như năm ngoái nữa. Nó cũng... mời các anh chị ghé thăm shop lựa chọn. Thật ra thì shop em những ngày này nó cũng hơi lu bu, có những cái nào nó chưa phù hợp, nó không hài lòng hoặc là nó thiếu sót thì mong các anh chị bỏ qua. Thì thật ra cũng không có ai có thể mà chính xác hoàn toàn hay được. Có những lúc thật sự rất là căng thẳng với hàng hóa, rồi vấn đề lộn, rồi xe cộ giao hàng. Thật ra là giao hàng rồi chúng em giao lộn hàng này, nhà xe giao lộn, giao nhầm khách này, rồi soạn lộn hàng, đó là chuyện bình thường. Thì mong các anh chị thông cảm bỏ qua. Chúng em sẽ cố gắng sửa đổi, hoàn thiện. Rồi một vấn đề của mùa này nữa thì nhiều lúc là các anh chị cũng cần gấp. Nếu được thì các anh chị cho bọn em biết thông tin trước, hoặc là biết trong đêm thì chúng em sẽ cố gắng sắp xếp đóng trong đêm, để sáng shipper vào là chắc hàng chạy để cho nó kịp xe cho các anh chị. Rồi còn những cái nào thì sẽ cố gắng đi kịp thời nhất có thể, chứ cũng không muốn để tồn qua ngày hôm sau. Rồi em chân thành cảm ơn các anh chị nha. À, hiện tại màng co thì nó có một vấn đề là màng co bên em thì đợt này là có nhiều anh chị nó là bị bung gốc, ép không kỹ. Rồi bị gì nữa ta, ép không kỹ, rồi khò thì hay bị rách. Thì thật ra mùa này thì nó quá tải, thì xưởng nó đặt hàng thì chúng em đặt trước cũng lâu rồi. Mùa này thì nó quá tải, nhiều lúc vẫn có những mẫu hết á, làm không kịp thì cái vấn đề kỹ nó không bằng những ngày thường. Cái đó thì xin, chúng em xin thành thật là nhận lỗi và có gì cho chúng em đổi trả. Rồi cái vấn đề mà nếu mà nó hư á thì nó nhiều quá thì các anh chị bên em sẽ nhận lại đổi trả hết cho các anh chị nha. Chứ cũng em cũng biết là các anh chị đang làm nửa chừng mà nó bị hư, nó bị tét là rất là khó chịu, rất là bực bội, dẫn đến là rất là không có feel á. Rồi anh chị có gì cho em hay, màng co túi kiến máy khò keo súng thì có hết tất cả đầy đủ, đến với shop em. Cố gắng chúng em sẽ làm sao cho các anh chị đến là đầy đủ những phụ kiện hoa quả làm được luôn. Rơm màng co túi kiến máy khò keo súng sẽ cố gắng. Nhưng hiện tại thì em còn đang thiếu những cái mẫu như túi giấy để đựng quà Tết. Thực sự cái mẫu đó chúng em set up chưa kịp. Cũng có thể làm được, có hộp giấy đồ được, nhưng mà làm chưa kịp, chưa đủ, chưa hoàn thiện.
Rồi, chân thành cảm ơn các anh chị đã ủng hộ cho em một thời gian qua nha. Nếu anh chị thấy mà cái những thông tin em chia sẻ hữu ích, có giá trị, có thể lan tỏa được cho những người đang cần tìm gì dỗ quà, thì các anh chị nhờ các anh chị chia sẻ giúp. Rồi, em chân thành cảm ơn.